Đôi loa này nó cũng là một đôi loa rất gấu của dòng Diatone, mở phân khúc vừa tiền anh em nha. 4 triệu rưỡi thôi, một đôi loa bass 25, chiều cao 62, bề ngang bề sâu là 38, đánh bass mạnh. Dòng này thì thùng nó chắc, nó nặng lên là bass mạnh, màng giấy gần vải. Thông tin của loa đây, 80W 6 ohm, thùng vô lạ rất to. Tiềm thấp xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên màn này. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe anh. Anh lấy cây làm trò chơi tuổi xuân, đôi bên cùng nhau đánh tương tác lên nhau như oán hận. Xin chất bãi cùng vách đẹp. Mấy con son mềm em đi dài cánh sông thương. Gối kim quá khứ trong chiếc ba lô nơi tiến đầu nằm thao thức. Giây phút duy tư lén lén trong hồn trái sầu. Chơi đa năng, bao phê bao hay, bao rẻ tiền, rất tầm tiền luôn anh em ạ. 4 triệu rưỡi, loa zin đẹp, chiều cao 62 là khá cao anh em ạ. 38 chiều ngang và chiều sâu, mặt cắt hình vuông, thùng vô lạ, đẹp zin tuyệt đối luôn. Màng giấy gân vải và mít giấy. Xin hẹn gặp lại anh em. Anh em có thể đến tận nơi hoặc ở xa đặt cọc sẽ gói gửi cho anh em. Địa chỉ rõ ràng, giá cả báo rõ, hàng quay rõ, test rõ về chất lượng, anh em yên tâm.